Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Hiện nay thì trong tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng để mà mua được một chiếc máy sử dụng con chip Snapdragon 675 6GB RAM thì nó cũng không phải là dễ đâu. Hơn nữa nếu mà các bạn muốn tìm mua một chiếc máy mới thì càng khó hơn. Và chiếc máy duy nhất có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên chắc hẳn sẽ chỉ có chiếc máy mà mình có trên bàn đây. Đó chính là Vsmart Lite, một chiếc máy của thương hiệu Việt đến từ Vsmart. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình đánh giá xem là với hơn 3 triệu đồng này thì chúng ta sẽ có những gì nhá. Và hiện nay nếu như các bạn đang mua hàng tại Di Động Việt, chiếc Vsmart Lite này 6GB đang có mức giá khoảng 3,79 triệu đồng. Đặc biệt là các bạn còn được tặng phiếu bảo hành lên tới 400.000 đồng nữa cơ. Tính ra cái số tiền mà các bạn bỏ ra để mua chiếc máy này là chơi tới 3,7 triệu đồng. Vậy nên là mua ngay thôi, còn chần chừ gì nữa đúng không? Nhớ là tham khảo link bên dưới phần mô tả của video nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về phần thiết kế. Chiếc Vsmart Lite này thì sẽ có mặt lưng nhựa giả kính. Bởi vậy mà cái trọng lượng của máy khá là nhẹ và nó cầm trên tay thì cảm giác thực sự nó không đấm cho lắm. Đương nhiên là nó sẽ không chắc chắn bằng những chiếc smartphone khác làm từ kim loại nguyên khối hay là mặt kính chẳng hạn. Thế nhưng cái chất liệu nhựa này thì nó cũng sẽ hơi xước, thế nên là các bạn cần phải cẩn thận trong quá trình sử dụng. Tốt nhất là nên đeo ốp nha. Nhưng bù lại thì Vsmart Lite lại không gây cảm giác nặng nề các bạn bỏ vào túi quần. Ngoài ra thì các bạn không phải lo lắng đến cái chuyện rơi vỡ hay là móp méo như kiểu là với kính hay là kim loại. Tuy nhiên thì mặt lưng của Vsmart được làm bo cong nhẹ hai cạnh hai bên, thế nên là nó cũng sẽ mang lại cái cảm giác cũng khá là chắc tay và ôm tay đấy. Không đi theo cái xu hướng tai thỏ hay là màn hình giáo sư hiện nay thì Vsmart Lite giữ cái thiết kế full view với bề màn hình trông khá là mỏng và ấn tượng. Chính vì không có khuyết điểm nào trên màn hình này, thế nên là chỉ với kích thước khoảng 6,2 inch thôi. Theo Vsmart thì cái màn hình của Vsmart Lite này sẽ có tỷ lệ hiển thị so với thân máy lên tới tận 90,3%. Máy thì sẽ vẫn cho cái diện tích sử dụng rộng rãi, trải nghiệm game hoàn hảo toàn màn hình chứ không bị che hoặc là mất cái phần nội dung nào cả. Thế nên là nó sẽ mang lại cảm giác chơi game cũng như là xem phim web nó tuyệt vời hơn. Thêm vào đó thì máy được ưu ái trang bị tấm nền AMOLED với độ phân giải là Full HD+ cho khả năng hiển thị xuất sắc. Không chỉ cho hình ảnh sắc nét mà nhờ cái tấm nền cao cấp, thế nên là máy còn có khả năng hiển thị rất tốt dưới điều kiện ánh sáng mạnh, góc nhìn khá là thoải mái. Và đây cũng là một trong những cái ưu điểm mà rất ít những chiếc máy nào trong phân khúc giá hiện nay có được điều đó. Như mình cũng đã nói ở cái trên thì với màn hình này thì mình có thể thoải mái xem phim, xem YouTube rất chi là tuyệt vời, không lo bị mất góc kiếm khóc ở đâu cả. Đặc biệt là mình hay thích xem những cái video như kiểu là ăn uống, ASMR vân vân, bởi màu sắc nó lên rất là đẹp, nhìn nó cũng đã thèm ăn luôn á. Đặc biệt là mình hay xem chị Quỳnh và bé Sa nữa. Lại là một điểm nổi bật nữa mà mình cần phải nhắc đến trên chiếc Vsmart Lite này. Đó chính là chiếc điện thoại này sở hữu camera chính có độ phân giải lên tới tận 48 megapixel với khẩu độ là f1.7. Nói chung như mình cũng đã cập, nó lại một lần nữa chưa từng xuất hiện trên cái tầm giá là 3,7 triệu đồng hiện nay. Với độ phân giải cao như này và khẩu độ lớn thì cũng sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh sắc nét. Bên cạnh camera chính với độ phân giải cao thì Vsmart Lite còn được trang bị thêm một camera góc siêu rộng với độ phân giải là 8 megapixel, mang đến những góc ảnh rất là độc đáo thú vị. Đặc biệt nó sẽ phù hợp khi các bạn chụp ảnh phong cảnh hoặc là chụp nhóm bạn chẳng hạn. Ở đây thì mình cũng đã có thử chụp một cái bức ảnh là góc rộng, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy. Đó, đây là góc thường, còn đây là góc rộng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera thứ ba, đó chính là camera có tác dụng đo độ sâu trường ảnh. Và với camera này thì các bạn có thể dùng để chụp ảnh xóa phông. Và thêm vào đó là cho cái hiệu ứng bokeh cũng khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì mình thấy là cái chất lượng chụp ảnh xóa phông trên chiếc Vsmart Lite này nó chưa được xuất sắc cho lắm. Thế nhưng không sao, mình cũng không đòi hỏi quá nhiều đâu, bởi một chiếc máy tầm trung mà lại có mức giá chỉ là 3,7 triệu đồng thôi mà. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về camera selfie. Với chiếc máy này thì chúng ta sẽ có ở đây một camera selfie đường trước với độ phân giải là 20 megapixel. Kèm theo đó đây thì chúng ta sẽ có một vài những cái chế độ làm đẹp AI rồi tự động lấy nét vân vân. Nói chung là camera này dư sức để các bạn có những bức ảnh tự sướng vô cùng là hào diệu thôi. Nãy giờ nói nhiều về phần râu ria quá, và chúng ta sẽ phải nói về phần chính ở đây, đó chính là cái cấu hình của chiếc máy này. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là con chip Snapdragon 675 đi kèm với dung lượng RAM là 4GB hoặc là 6GB và 64GB bộ nhớ lưu trữ bên trong. Lưu ý là máy này sẽ không có hỗ trợ thẻ nhớ đâu các bạn ạ, nên chúng ta sẽ chỉ có một tùy chọn đó là 64GB thôi. Do đó thì với những ai mà cần không gian lưu trữ thì các bạn cũng nên cân nhắc trước khi chọn mua nhá. Nhưng mình nghĩ là 64GB thì cũng đủ để các bạn sử dụng rồi, hoặc là các bạn có thể sử dụng thêm Google Photo ấy, cũng khá là tiện đấy chứ. Rồi quay sang với con chip Snapdragon 675 này, hiện tại thì vẫn là một trong những con chip khá là mạnh mẽ ở trong phân khúc tầm trung hiện nay. Tất nhiên là thêm vào đó với sự tối ưu hóa từ phần mềm của VOS cùng phiên bản Android 9 Pie mới nhất thì cái tác vụ sử dụng trên chiếc Vsmart Lite này thì vẫn rất là mượt mà, mình không có điểm gì để chê. Với game thì gọi là mình nghĩ là nó chơi được, chơi ổn thôi. Còn để mà đòi hỏi cao thì có lẽ là các bạn nên lựa chọn những chiếc máy có con chip mạnh hơn. Tuy nhiên trong tầm giá như mình cũng đã nói là khá rẻ hiện nay, để tìm được một con chip 675 thì hơi khó. Và với tựa game PUBG Mobile đây thì mình có thể setting ở đây với đồ họa đó là HD và FPS là cao. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ nhắc vào đây là về dung lượng pin. Một chiếc máy khá là nhỏ nhắn, mỏng manh như thế này nhưng được trang bị viên pin khá là lớn đấy. Đó chính là 4000 mAh. Thêm vào đó thì các bạn lại có được trang bị công nghệ sạc nhanh Quick Charge, rút ngắn cái thời gian đáng kể so với những cái trần sạc thông thường. Nói chung là với cái mức dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh này thì các bạn cứ yên tâm thoải mái sử dụng đi. Một ngày quá ư là dễ dàng, thậm chí là 2 ngày nếu như các bạn sử dụng với những cái tác vụ nhẹ nhàng sương sương. Ok, vậy là vừa rồi thì mình cũng đã đưa cho các bạn những ý kiến, những cái đánh giá của mình sau một khoảng thời gian mình sử dụng chiếc Vsmart Lite này. Nói chung là mình thấy nó quá ổn trong cái tầm giá 3,7 triệu đồng hiện nay. Và các bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Các bạn có mua nó hay không? Thì hãy để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.